Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, lời ơn cả kẻ còn người mất, phẩm thứ bảy. Lúc bấy giờ, Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh trong cõi diêm phù khởi tâm động niệm không chỉ là chẳng phải tội. Nếu như gặp duyên sự pháp sự lợi lành, còn nhiều thối thất tâm tốt ban đầu, còn như gặp duyên sự bào ác chẳng lành lại lần lần thêm lớn. Những hạng người như trên đó như kẻ mang đá nặng đi trong bùn lầy, càng nặng thêm lần, càng khốn đốn thêm lần, chân đạp đúng lúc sau. Những hạng người như trên đó hoặc là gặp hàng thiện tri thức đổ dùng đá bớt cho, hoặc là đổ dùng hết cả, vì hàng thiện tri thức đó có sức sức khỏe mạnh, lại khuyên bảo người ấy gắng mạnh chân lên. Nếu khi ra khỏi chốn bùn lầy ấy, cần phải xét nghĩ, chớ có đi vào con đường hiểm xấu ấy nữa. Bạch Đức Thế Tôn, những chúng sanh trong cõi Ta Bà bắt đầu tạo tội từ bảy muốn, rồi lần lần đến nhiều vô lượng. Đến khi những chúng sanh quen theo thói chẳng lành ấy sắp sửa mạng chung, hàng thân quyến nhận đến cha mẹ, vì người đó mà tu tạo các phước lành, hầu giúp thêm tiền đồn cho người đó, hoặc treo phan lòng, hoặc sắm đèn dầu thắp cúng, hoặc cúng dường hình tượng Phật, hình tượng Bồ Tát, thanh văn hay bích chi Phật, hoặc là một câu, một kệ kinh điển đại thừa, làm cho một danh một hiệu thấu vào lỗ tai, ở nơi bổn thức của người nghe biết, cứ suy tính đến quả báo, đáng lẽ người đó phải bị đọa vào chốn ác đạo, chịu nhiều sự khổ sở, nhưng nhờ hàng thân quyến vì người đó mà tu tạo các việc về thánh đạo, cho nên những tội nặng cũng lần lần tiêu sạch. Người chết đó trong 49 ngày nếu được hàng thân quyến tu tạo các việc phước lành, thời những tội nặng cũng lần lần tiêu sạch và có thể được sanh lên cõi trời cõi người, hưởng sự vui vi diệu thù thắng. Còn những người thân quyến hiện còn cũng đặng vô lượng điều lợi ích. Vì thế cho nên nay còn đối trước Đức Phật, Thế Tôn, trời trong tám bộ chúng, người với phi nhân mà có lời khuyên bảo những chúng sanh trong đời sau. Khi có người sau khi mạng chung, hàng thân quyến chớ có giết hại sinh vật, cũng đừng tế lễ quỷ thần, cầu cúng ma quái. Vì sao thế? Vì việc giết hại cho đến tế lễ đó không có một mảy múa chi có lợi ích cho người chết cả, chỉ kết thêm tội nghiệp sâu nặng cho người chết đó hơn thôi. Giả sử như người chết đó trong đời trước hoặc đời hiện tại đã chứng đặng phần thánh quả, có thể được sanh lên cõi trời, cõi người, hưởng sự vui vì diệu thù thắng. Nhưng bị vì hàng thân quyến kết thêm tội nghiệp, khiến cho người đó phải đối biện, chậm sanh vào chốn lành. Cũng như là người kia chết lúc sanh tiền chưa từng làm được một chút phước lành nào cả, người thân quyến nỡ nào lại kết thêm tội nghiệp làm cho người ấy càng thêm sâu nặng hơn. Cũng ví như có người từ xứ xa đến, tuyệt lương thực đã 3 ngày, đồ vật của người đó mang vác nặng hơn trong cân, bỗng lại gặp thêm một kẻ lân cận gửi thêm một ít đồ vật nữa. Vì vậy cho nên người xứ xa đó càng phải khốn đốn nặng nề thêm. Bạch Đức Thế Tôn, trong đời sau, như có người nào ở trong Phật Pháp có thể làm việc lành, chừng bằng sợi lông, hột cát, giọt nước, mấy bụi, thời tất cả đều đặng lợi ích. Trưởng giả bạch hỏi, lúc Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch lời nói trên đó vừa xong, trong pháp hội có một vị trưởng giả tên là Đại Điện. Ông trưởng giả này từ lâu đã chứng đặng quả vô sanh, hiện thân trưởng giả để hóa độ tất cả chúng sanh trong mười phương. Ông chắp tay cung kính mà thưa cùng Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa đại sĩ, những chúng sanh trong đời sau sau khi mạng chung mà hàng thân quyến hoặc kẻ lớn người nhỏ vì người đó mà tu tạo các phước lành, thì trời cũng dường làm tất cả những việc về phước lợi, thời người chết đó có đặng giải thoát cùng đặng lợi ích lớn chăng? Kẻ còn người mất đều được lợi ích. Lúc bấy giờ, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Này ông trưởng giả, nay tôi vì tất cả những chúng sanh ở hiện tại và vị lai đường lời oai thần của Đức Phật mà nói rõ việc đó. Này ông trưởng giả, trong đời sau, như có người nam người nữ nào chưa từng làm được một chút phước lành nào cả, lúc sống kẻ ấy lại gây lấy những điều tội ác, thời sau khi mạng chung, hàng thân quyến nhận đến kẻ lớn người nhỏ vì người đó mà tu tạo các phước lành, làm tất cả những việc về thánh đạo, thời trong 7 phần công đức, người chết đó được hưởng một phần, còn 6 phần công đức thuộc về những người thân quyến hiện còn đang lo tu tạo đó. Này ông trưởng giả, trong đời sau như có người thiện nam, người thiện nữ nào nghe được những lời nói vừa rồi đó, nên cố gắng mà tu hành để đặng hưởng trọn phần công đức. Còn quỷ dữ vô thường kia không hẹn mà đến, thân hồn vờ vẩn mịt mờ, trong 49 ngày như nghe như điếc, hoặc ở tại các tiên sở để biện luận về nghiệp quả. Trong lúc mà chưa biết chắc ra làm sao đó, thời đã nghịch muôn sầu khổ, huống chi là phải bị đọa vào chốn ác đạo, chịu nhiều sự khổ sở. Thần hồn người chết đó trong 49 ngày luôn luôn trong gống hàng khốc nhục, vì mình mà tu tạo các điều phước lợi, hầu cứ giúp cho qua khỏi 49 ngày, thời phải theo nghiệp thọ báo.
Thân hồn người chết đó nếu là kẻ có tội, thời phải chịu sự khổ sở trong trăm kiếp, nghìn kiếp. Còn nếu là kẻ phạm năm tội vô gián, thời mới bị đọa vào địa ngục lớn, chịu nhiều sự khổ sở trong nghìn kiếp, vô kiếp. Lại vậy nữa, này ông trưởng giả, trong đời sau như có người nào sau khi mạng chung, hàng thân quyến nhẫn đến kẻ lớn người nhỏ, vì người đó mà thiết trai cúng dường, thời trong lúc nâng làm chở con em nước gạo lá rau đổ vải ra nơi đất, cùng những thứ đồ ăn chừa dần cũng cho Phật cùng tăng, thời chẳng được ăn trước, nếu như ăn trái phép và không được tinh sạch kỹ lưỡng, thời người chết đó không được một mảy phước nào cả. Còn nếu như có thể giữ gìn tinh sạch, đem dần cúng cho Phật cùng tăng, thời trong bảy phần công đức, người chết đó được hưởng một phần. Lại vậy nữa, này ông trưởng giả, trong đời sau như có người nào sau khi mạng chung, hàng thân quyến nhận đến kẻ lớn người nhỏ, vì người đó mà thiết trai cúng dường, chỉ tâm cầu khẩn, thời kẻ còn lẫn người mất đều đặng lợi ích cả. Lúc ngài Địa Tạng Bồ Tát nói lời trên đó vừa xong, trong pháp hội có nghìn muôn ức Na Gia Tha quỷ thần cõi Di Phù Đề đều phát tâm Bồ Đề vô lượng. Ông trưởng giả đại biện vui mừng vâng lời dạy, làm lễ mà lui ra. Ha ha ha, Bụt Sam Mô Ni So ha ha.